làm sao để học một bản kinh của Đức Phật mà mình nhớ lâu, thậm chí học thuộc nhiều bài kinh quá dài, ví dụ như kinh Pháp cú thì làm sao để thuộc hết? Ờ, sư đưa ra trường hợp của cá nhân sư đi ha, tức là một bài kinh mà mình muốn học cho nó thuộc thì chỉ có nhai đi nhai lại thôi nhai nó mỏi miệng thì thôi à, quý vị um, học sư không biết là quý vị học như thế nào nhưng mà khi sư học kinh ấy có khi là nó chỉ có hai câu kinh hai câu bali sư à, khi mà sư học kinh bali ấy, à, hai câu bali thì uh, chỉ hai câu thôi mà sư học một ngày hoặc hai ngày nếu mà một đoạn Bali mà khoảng 4 dòng á, thì có khi học khoảng 4 ngày thuộc rồi nha thuộc rồi nhưng mà vẫn tiếp tục nhai đi nhai lại nhai đi nhai lại để làm chi để cho dù cho một năm hai năm hoặc nhiều năm không đụng tới à, không đụng tới mà khi mà tụng lại đó thì mình vẫn có thể tụng theo được vẫn nhớ được à, mình gọi là thuộc nằm lòng à, còn nếu như mà mình không nhớ thì mình chỉ việc ôn lại nhanh thôi ôn lại nhanh thôi tốn một buổi hai buổi mình ôn lại cả một bài kinh là mình thuộc trở lại à, thì đó là một cách tức là gì phải nhai thuộc rồi đúng không thuộc rồi đúng không tiếp tục nhai Uh, nhai cho tới chừng nào nó nát thì thôi uh, uh, một, một bài đó mình tụng tới tụng lui mà mình tụng cho nó mòn mỏi mòn mỏ đó là nó sẽ thuộc cái thứ nhất cái thứ hai là mình phải sử dụng thường mình phải sử dụng thường uh, cái gì cũng vậy thôi mình không xài thường thì mình sẽ quên kinh tạng cũng như vậy à, cho nên á, nhiều vị trưởng lão đặc biệt là các ngài tam tạng khi mà các ngài không có bận làm cái gì thì các ngài vẫn thường xuyên à, tụng đi tụng lại một cái đoạn kinh nào đó bởi vì như vậy đó mình sẽ không có quên chứ còn quý vị nghĩ đi á, các ngài tam tạng pháp sư các ngài tam tạng các ngài thuộc thuộc nhiều như vậy đó nhưng mà nếu như mà không đụng tới ha không đụng tới không ôn luyện thì nó cũng quên như thường đấy cho nên cái ngoài cái chuyện nhai thì mình còn phải ôn thường xuyên ngoài ra thì có một số cách nữa ví dụ như nó có những cái khi có nghĩa là cái nội dung của bài đó Ví dụ như uh, khi mà nhắc đến uh, một cái bài kinh nào đó thì uh, sư phải nhớ đến cái nội dung tóm lược của cái bài kinh đó hoặc là nhớ đến những cái key những cái key những cái keywords của cái bài kinh đó ví dụ như uh, khi mà nhắc đến uh, kinh uh, A chi um, thì nhắc uh, biết là cái vụ đó là ba cái vụ mà Uh, phi nhân nó phi phi nhân nhập á à còn uh, khi mà nhắc đến uh, kinh uh, giáo thọ La Việt thì biết đó là nói về uh, những cái phận sự của người cư sĩ tại gia đấy rồi khi mà nói đến kinh phạm võng thì mình nhớ đến đó là những vấn đề tà kiến của chúng sanh đấy Uh, hay là nói đến kinh căn bản pháp môn thì uh, mình uh, nhớ đến um, cái cái tự ngã của chúng sanh đó là vấn đề của các pháp đấy. thì khi mà mình uh, nhớ đến những cái mấu chốt những khi như vậy đó thì uh, nếu như mình cần khi cần thiết mình có biết tìm ở đâu biết tìm ở chỗ nào hứng? cho nên nói về tam tạng ấy uh, sư cũng đâu có thuộc uh, thuộc hết đâu nhưng mà mình biết khi mình cần tìm á, nó nằm ở chỗ nào tại vì mình nắm được cái ý cái nội dung um, của những cái bài kinh mấu chốt hmm?